Rồi, xin chào các bạn ha. Rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay. Thì hôm nay mình sẽ lắp một cái mô đồ mới. Đó. Đây là con nhện nha bạn. Hôm nay mình sẽ lắp con này ha. Mình làm video là nó hơi chi tiết ha, tại vì để hướng dẫn cho những bạn nào chưa biết lắp luôn. Còn nếu mà các bạn muốn xem video ngắn hoặc là muốn tua nhanh thì có thể comment dưới ha, để những video khác mình làm tốt hơn. Đây là hướng dẫn lắp ráp rồi. Để lắp cái con nhện này thì bữa nay mình dùng thử cái nhíp này ha. Đây, mã quá là bạn. Coi thử lắp nó có dễ hơn không? Nhíp này làm cũng khá là chất lượng mà dày lắm, kẹp nó chắc chắn nhau nên nó dày nên mà cầm nó chắc chắn, kẹp thì thấy nó ok ạ. Lấy cái này mình dựng những cái thanh này lên nha bạn, cái thanh nó đang nằm xuống nè thì mình cầm này mình kẹp mình dựng nó lên. Dựng cho thẳng lên nha. Cái này là sau khi mình lật đó, ở phía dưới hiện lõm như vậy nè ha. Rồi sau khi ok hết đây thì mình cắt ra.
Tiếp theo mình cắt cái số 2. Rồi, đây số 1 thì mình để cái mặt này ngoài, mà mặt nó có mấy đường khác khác này nè. Đó, mình bẻ cho này cong lại. Rồi, mình hơi uốn cong cái đầu lại ha. Đó. Mình dùng cái viết này uốn cong cho nó dễ rồi. Rồi, mình chậm chậm lại ha.
Giờ mình lấy chân số 4 ha. Rồi, số 4. Chân số 5. Lấy đúng chân à. Để lắp cho nó chính xác. Chính xác. Đây chân số 4, số 5 này. Rồi. Cái chân này thì mình chỉ cần cặp xuống ha. Gập vô trong nha bạn, để cái này ở ngoài. Rồi, sau khi gập lên, gập vô thì mình lấy cái này mình bỏ vô thôi. Rồi, xong. Rồi, tiếp theo là 6 7 à.
Rồi, video lắp chú nhện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.